Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã chu du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, dân chỉ các ác và để chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục khi đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân này. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ dũng cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong phần trình bày tên hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Tình hình là mình vừa mới đi săn thêm một ít cá nhiệt đới các bạn ạ. Ở tập trước á, thì cái quả trứng Leviathan của mình đã nở ra một cái nhóc Leviathan rất là kháu khỉnh luôn. Ui ui, trời ơi. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa có thuần hóa em ấy, cho nên là em vẫn chưa có nghe lời mình hoàn toàn á các bạn. Thành thử ra là việc cần làm ngay bây giờ là mình sẽ lên trên và sau đó cho em ăn ha, chứ không thôi là em không có nghe lời mình đâu các bạn à. Hên là em vẫn chưa có tấn công mình ấy. Rồi lại đây cơn. Đó mới cầm cá nhiệt đới thôi mà em đã khoái chạy lại rồi nè các bạn. Rồi tiếp theo là cho em ăn thật là nhiều ha. Mình săn cũng không có quá nhiều cá nhiệt đới, không biết là đủ cái nư của em không. Thôi chịu đi mà. À đây thôi, em đã chịu nghe lời mình rồi các bạn. Nice. Bây giờ thì mình mới thực sự là chủ của em ha. À, và mình có thể ra lệnh cho em tấn công nếu như mà mình lỡ tay đánh vào một mục tiêu nào đó ha. Bác muốn thử sức mạnh của em Leviathan không? Thôi, bác này chắc không muốn đâu. Nhìn bác ấy có vẻ là hơi quýu á các bạn ạ. Không biết là em có thể tấn công cái hình nộm không ha. Mình cũng sẽ thử nha. Cho em ở chế độ đi theo mình nè. Sau đó tấn công vô hình nộm. Em có tấn công không? Chuẩn bị nè. Đó các bạn coi kìa. Em bắn kìa. Đó. Trời ơi, em còn cạp nữa kìa các bạn. Dữ dằn lắm nha. Bắn nữa kìa. Chiu. Các bạn thấy nhóc Leviathan này như thế nào? Mình là thấy em rất là kháu khỉnh luôn á. Trời. Vẫn còn bắn nữa. Thôi đừng bắn nữa em ơi. Được rồi. Rồi nó ngẫm rồi nha. Nóng tính hơn cả mình nữa. Ok, việc thuần hóa em Leviathan đã xong. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chính ngày hôm nay nè. Dự là mình có ý định triệu hồi một boss ở tập trước. Tuy nhiên thì mình đã dành hầu hết tài nguyên để chúng ta chế tạo ra cái bộ giáp Ignitium này đó các bạn. Cho nên là hôm nay mình phải cày lại những cái Void Netherite để chúng ta triệu hồi boss lại ha. Để thử sức mạnh chứ không gì hết. Và để thực hiện được điều đó thì mình sẽ cần cái con mắt của thợ rèn địa ngục nè. Đó, các bạn có thấy con mắt thợ rèn địa ngục hôm nay lạ không? Bởi vì chúng ta vừa có một cái cập nhật mới các bạn ơi. Và hôm nay cũng sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta đây. Rồi, và trước tiên thì để mình đi qua địa ngục cái ha. Hoàng bển mới tận dụng được cái con mắt thợ rèn địa ngục này. Tại vì mỗi cái chỗ của thợ rèn địa ngục á sẽ có đâu đó cỡ... nếu mình tính không lầm nha, là 4 cái quặng mảnh vỡ cổ đại các bạn. Mình đi tầm khoảng 3 chỗ nữa thôi là đủ để chúng ta đem về và chế tạo cái đồ triệu hồi boss á. Tới luôn các bạn ơi. Ê, thợ rèn địa ngục rồi. Ôi trời ơi. Ây da, thợ rèn địa ngục này biết dùng ngọc Ender nữa các bạn ơi. Wow. Trời. Mình sẽ lấy búa hư không để chúng ta thành chính với thợ rèn địa ngục luôn á. Wow. Kìa, liên tục dùng ngọc Ender để tốc biến các bạn ơi. Khó chịu đấy. Né. Ok. Tạm ổn. Né tiếp. Ui, không né kịp các bạn ơi. Quất luôn. Ồ. Thợ rèn địa ngục đã tức giận lên rồi. Mình không có đem theo thuốc kháng lửa các bạn ơi. Ê, trời ơi, đang đánh mà bay cái gì vậy? What the hell? Tập trung nào. Không được chủ quan. Đi rồi. Một búa nữa. Ê. Xong rồi. Cũng không quá là vất vả ha. Và chúng ta sẽ có thêm được một cái búa luyện kim âm phủ nữa nè. Cũng như là sơn. Mà những thứ này thì mình không cần lắm. Thứ mình ưu tiên hàng đầu đó chính là mảnh vỡ cổ đại nè các bạn ơi. Đập cái nhẹ nào. Ok, một cái. Bên này cũng có nữa nè. À quên nói với các bạn biết là cái cây búa này ngoài là vũ khí thì nó cũng là một cái cúp nữa nha.
Nó đập được cả mảnh vỡ cổ đại đó các bạn à. Hơi bị xịn sò đấy. Ê, vậy là mình nhớ nhầm rồi. Một chỗ của thợ rèn địa ngục á, sẽ có đâu đó là trên kia là 4 đúng không? Trong kia 3 cục nữa hay sao á, là cỡ 7 cục mảnh vỡ cổ đại các bạn à. Với cái đà này thì sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian cài mảnh vỡ cổ đại của mình đây. Sẵn tiện lấy thêm vàng nè. Thôi, chính xác là một chỗ như vậy sẽ có được 7 mảnh vỡ ha. Quá đã. Ủa 8 luôn à. Wow, ngon. Vậy thì chắc cần tìm thêm một chỗ của thợ rèn địa ngục thôi các bạn, là chúng ta có thể trở về được rồi. Ok, nó bay về hướng này ha. Alo. Ủa, à đây rồi. Hết hồn chứ. Ui. Lại bắn. Ê da, đổi vũ khí thôi các bạn ơi. Ê quên, lưỡi hái mình chưa có mài lợi. Eo nô. Lấy rìu chiến đi. Một vũ khí mà rất là nhiều bạn thích luôn nè, bởi sức mạnh bá đạo của nó. Ui da, trời ơi. Đây rồi. 2 rìu. Ôi lên. 3 rìu. 4. 5. 6. 7 nè. Ê trời ơi, đang đánh mà bay cái gì vậy? What the hell? 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, trời ơi, 15, 1 rìu đó. Yes. Rìu cuối hơi cồng kềnh nhưng mà cũng xong phim rồi các bạn. 16 rìu để đánh bại được thợ rèn địa ngục thứ hai á. Rồi, bây giờ thì nhanh chóng đi lượm mảnh vỡ cổ đại thôi nào. Một cái chỗ này. Cái ở đây nữa. Nói chung thì vị trí nó sẽ nằm tương tự với những cái chỗ lần trước mà chúng ta đã từng ghé qua và đào ha. Đây sẽ là chỗ cuối cùng. Đủ chưa? 15 rồi. Thêm một cục ở trong này nữa chứ. Mới đủ chi tiêu. 16 cục. Yeah. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ lập tức trở về nhà ngay sau khi đã có được số lượng mảnh vỡ cổ đại cần thiết rồi ha. À, mà bạn nào có nhu cầu bạc Roblox, Love Root hay là Unit Alert thì có thể cái workshop mà đọc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Tính ra công việc của mình bữa nay khá là suôn sẻ luôn á các bạn à. Đây, đặt sẵn công thức luôn. Trong này, vụn Netherite cũng đã nấu xong xuôi hết. Chúng ta cho nốt phần còn lại vô trong. Thế là mình sẽ có được 5 phôi Netherite các bạn ơi. Còn dư luôn nè. Đã thiệt. Rồi, và khi mình kết hợp nó với một cái sao Nether, bao quanh nó là những cái phôi Netherite giống như vậy, thì chúng ta sẽ tạo ra được Radius Spawn Magic. Đây chính là thứ để giúp mình có thể triệu hồi được boss tiếp theo mà chúng ta sẽ thử chinh phục trong ngày hôm nay á. Quá đã. Ok, giờ thì chắc đi chinh chiến luôn cho nóng nha. Ê, gì đây? Từ từ. Đợi mình xíu. Mình phải cho em Leviathan nhà mình thể hiện các bạn ơi. Có con nó dám đứng trước cửa nhà mình. Láo nháo hả? Mình mở cửa tí hí thôi. Cho em ở chế độ theo dõi mình ha. Rồi, bụp nó cưng. Đúng rồi, bụp nó đi. Bắn nè. Chiu. Xác định, bắn vô chỗ hiểm luôn. Trời, con kia đến định quất em Leviathan nhà mình kìa. Láo nháo hả? Leviathan, sửa nó cưng. Anh mở cửa tí hí rồi, nó không quýnh được cưng đâu. Này thì giỡn mặt với Leviathan nhà mình. Các bạn thấy nhóc này chiến đấu được không? Mình là thấy hơi bị ok la đấy. Nhưng mà thôi, nhỏ nên là nên ở nhà nha, không có đi lung tung được. Rồi, giờ thì mình sẽ bay thẳng tới cái khu vực gần nhà mình ha. Đại khái là cái chỗ Đại khái là cái khu vực đảo núi lửa này nè. Đó, chỗ này khá là trống ha. Rồi, thích hợp cho một trận chiến thật là bùng nổ. Đỡ phải đi tới đấu trường cổ đại các bạn. Và mình sẽ triệu hồi liền Tán Thần. Đây sẽ là thợ săn rồng đầu tiên. Radius. Quay. Nhìn ngầu đét luôn các bạn. Ơi cầm rìu. Mình cũng cầm rìu. Ê, để coi ai sẽ múa rìu dữ hơn nha. Các bạn bắt ai? Thợ săn rồng đầu tiên Radius hay là bắt thợ săn gáy? Hãy cho mình biết với phần bình luận nha. Còn bây giờ thì hô máu thôi vậy. Ôi da. Trời ơi, bị bổ cái rồi. Ui. Dở mặt hả? Vô. Ui da. Ui. Ê. Vật tổ. Ui dồi ôi.
Thợ săn rồng đầu tiên này mạnh ác luôn các bạn ơi. Mình phải hồi máu lần hai thì mình mới hạ gục được á. Úi da, trời trời trời. Vô. Vô luôn. Một điều nữa. Ê, trời bay qua vậy. Ê. Yes. Mình đã làm được rồi. Ô mai chúi. Các bạn thấy thợ săn rồng đầu tiên có mạnh không? Mình là thấy thợ săn rồng nó cực kỳ mạnh luôn á nha. Nếu mà mình không có uống máu nè, mà không trang bị vật tổ trường sinh, quay lại là nạp mạng cho cái thợ săn rồng nó liền luôn á. Chắc chắn là như vậy các bạn. Wow. Và khi hạ gục được thợ săn rồng đầu tiên, mình sẽ nhận được một cái trái tim rồng các bạn. Trái tim rồng cổ xưa nè. Đây là một loại thức ăn cho mình sức mạnh các bạn. Trong vòng đâu đó cỡ 60 giây ha. Ui da. Đánh đổi gì có ok không trời. Ủa còn cái gì nữa nè. Ồ. À không, da của con chuột thôi. Thế rồi. Giờ thợ săn rồng nó chỉ rơi ra cho mình đúng cái trái tim rồng thôi các bạn à. Mà thôi cái này sao dám ăn. 4 phôi netherite đó các bạn. Ăn là ăn 4 phôi netherite đó. Một cái sao nether luôn. Yêu. Trái tim này hơi mắc nha. Nhưng mà cũng xứng đáng các bạn. Để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được một cái sức mạnh gọi là rất là mạnh mẽ ha. Từ một thợ săn rồng. Từ rất là xưa rồi. Thời mà có rồng luôn mà. Ok, giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ lấy những cái màn da phantom. Yes. À, với cả là mình cũng sẽ đi qua sa mạc nữa các bạn. Bởi vì hôm nay mình sẽ cần một ít cái cục xương rồng á. Đây rồi. Ê, bình tĩnh anh bạn Sương. Có gì thì từ từ nói chứ. Tôi chỉ là một người đi hái xương rồng dạo thôi mà. Rồi, mình đã thấy xương rồng thế nên là mình sẽ làm thêm một cái kéo đi ha. Phục vụ vô việc hái xương rồng mình nó nhanh hơn. Cũng như là mình sẽ dùng kéo này để mình cắt một ít cây bụi, cây khô á. Ở đây nó có luôn nè. Quá tuyệt vời ha. Ngoài ra thì chỗ này nó cũng có khá là nhiều cát á. Thế nên là... Ê, gì đây? Con đùi gì vậy? Yêu ơi. Đi đào cát, đi hái xương rồng thôi mà cũng bị khịa là sao? Ủa đằng kia là cái con Reaper đột biến nó đợi mình nữa kìa. Ê, đừng có nhảy qua đó. Quên. Nhảy bằng bển là nó nổ cái bẩm là xong luôn đó. Ok, mình sẽ lấy thêm cây xẻng để đào cát cho nhanh ha. Tại vì mình cũng cần một ít cát để mình nén nó lại các bạn ơi. Theo công thức như vậy. Sau đó biến nó thành những cái phiến cát. Và ghép nó lại thêm một lần nữa. Để tạo thành cát kết được đục ha. Và với cục cát kết được đục đó. Thì mình có thể gom lại. Để chúng ta chế tạo ra cái con mắt của sa mạc. Ê, tuy nhiên thì mình đang bị thiếu thịt zombie các bạn ơi. Sẵn tiện ở đây có vài anh chàng đẹp trai nè. Ok. Cho mình xin một ít đi. Được không? Có không? Ôi, trời ơi. Mấy anh chàng đẹp trai này nóng tánh quá. Ui, có anh chàng tê giác này nữa. Ok, được 7 cục thịt luôn các bạn. Dư rồi. Rồi, lượm cục kẹo. Chúng ta sẽ chế tạo ra con mắt của sa mạc ha. Yes, thêm một con mắt nữa. Và sau khi đã có con mắt của sa mạc rồi thì mình sẽ làm luôn con mắt cuối cùng mới được cập nhật. Đó chính là con mắt bị nguyền rủa các bạn ơi. Yeah. Ui, trời ơi. Người ta đang chế tạo mà thánh thần á. Tầm 5, tầm 3 lại úp sọt người ta vậy đó. Mèn đất ơi, giống như là nó đi đánh ghen vậy đó các bạn à. Tôi có cướp mấy anh chàng đẹp trai của mấy người đâu. Tại mấy anh chàng đẹp trai của mấy người kiếm tôi chứ bộ. Rõ ràng các bạn thấy không? Đó, cứ thấy người ta đẹp trai là bu lại. Rồi xong rồi tưởng bở. Dí lại úp sọt đánh ghen mình. Kìa nữa nè. Thấy đẹp trai ngầu có hai cái sừng là khoái à. Ok, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu tung hai cái con mắt mới chế tạo này để chúng ta đi tìm kiếm những cái boss cuối cùng trong hành trình hiệp sĩ chiến sinh này ha. Đầu tiên chắc sẽ là con mắt của sa mạc đi. Tại vì mình đang ở vùng sa mạc nè. Để coi. Nó bay về hướng này luôn các bạn ơi. Hợp lý. Ê, cái gì đây? Thôi, không chơi bời với mấy con đó đâu. Đi. Ôi. Hút rồi. Đi xa quá, nó lắc lót không nổi luôn các bạn ơi. Mới lót được nữa cái kim tự tháp à. Và đây cũng là công trình mà cái con mắt sa mạc này nó dẫn mình tới nè. Ui, thôi.
Mới ở ngoài thôi đã có vài con nó chặn đường rồi. Ôi trời. Thêm anh chàng đẹp trai này nữa. Bao nhiêu anh chàng đẹp trai săn lùng mình trong ngày hôm nay vậy? Yêu, cho tôi một chút bình yên đi. Ok, mình đã tới được nơi rồi các bạn. Ở trong này thì sẽ có rất là nhiều những cái con quái vật xương này. Vừa vào thôi là chúng ta đã thấy được một khu vực giống như là trưng bày một cái bộ hóa thạch khổng lồ ha. Hơi bị chất lượng đấy. Nhưng mà việc mình cần làm, ôi dạ, ngay bây giờ đó chính là đi tìm cái chỗ để chúng ta lấy hàng nóng ha. What? Ê, con đó có tuyệt chiêu, chịu hồi nữa. Wow. Ê, khó chịu nha. Trong kim tự tháp này không đùa được với mấy cái con mà nhìn lạ lạ nha các bạn ơi. Càng lạ là nó sẽ càng nguy hiểm đó. Ê, gì vậy? Sao? Tội. Nó cướp vũ khí mình. Ây vô. Kìa. Nhất là cái con này nè, con pháp sư này. Nó triệu hồi tùm lum. Ui vô. Ok, mình đã hạ được nó rồi. Kinh thiệt chứ. Ở bên đây còn có một cái lăng mộ gì nữa hay sao á. Ủa lộn, lấy cây cúp mới đúng. Ê, lăng mộ này cũng có mấy con canh gác nữa. À, nó chơi mà nó chơm vũ khí các bạn ơi. Cây những cái con Coboleton ghê á. Gình là chơm vũ khí hả? Ồ, có rương luôn nè. Ngon. Rương này sẽ cho mình cái gì đây? À, cho mình dây chuyền. Và à, những quyển sách bình thường thôi. Và cổng dây chuyền này thì sẽ cho mình cái khả năng là có cơ hội đánh ra sấm sét các bạn ạ. cũng tạm tạm á. Nhưng mà căn phòng này vẫn chưa phải là căn phòng mà mình hướng tới á. Nên là chắc mình sẽ đi tiếp á. Ồ, có táo vàng nè. Được. Ui da, trời ơi. Ê, nữa, lại lụm vũ khí người ta. Ui da, nó bắn vô mông mình. Dính độc luôn. Vẫn chưa tới chỗ. Ôi, mình gặp cái con canh gác có vẻ đô con hơn con rắn hồi nãy nữa các bạn ơi. Trời ơi, nó bổ mình kìa. Mèn đất ơi. Trời, nó quật. 200+ máu lận. Ui, nó trâu dữ luôn á. Mình cầm cyber mình đánh. Ủa lộn, mình cầm trường kiếm mình đánh mệt xỉu thì mới hạ gục được nó các bạn ơi. Yêu. Ở đây rồi, mình đã tìm được lối lên tầng 2 rồi. Có lý. Điều quan trọng nhất trong đây á là mình phải lên cái tầng cao nhất các bạn ạ. Sau đó sử dụng một cái chổi quét này nè, mình có mang theo trên đường đi á, để mình bắt đầu công việc đó chính là tìm kiếm thứ giúp mình có thể triệu hồi boss trong cái kim tự tháp này. Nhưng mà đường lên cái chỗ đó thì mình nghĩ cũng sẽ khá là khó đấy. Biết ngay vừa nói với câu. Nhưng mà đỡ cái là mình có đồ nghề các bạn ơi. Rớt chỗ nào thì chúng ta lên lại chỗ đó ha. Hả? Không sao hết. Đấy, ok ngay. Còn cái rương đó chắc hơi khó lấy nên thôi. Bỏ qua đi. Tầm này đánh boss quan trọng hơn các bạn ơi. Ui, nữa. Chúng bảy nữa. Ê, hình như. Ồ, đây rồi. Mình đã tới chỗ cao nhất rồi nè các bạn ơi. Yeah. Mình sẽ bắn qua đây đi. Rồi, beautiful. Đây rồi, chỗ mà mình cần tìm nè. Mình sẽ tận dụng chổi quét. Đấy, hình như ra luôn rồi nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy được những cái được gọi là dây chuyền của sa mạc. Đây thêm cái nữa. Ui, nhiều vậy. Phải có nó thì mình mới có thể kiểu như là triệu hồi được boss nha. Rồi, tới công chuyện. Ồ, chỗ này thì có mẫu gốm nè. Thêm một cái cọng dây chuyền tiếp. Là sơ nãy giờ được 4 cộng dây chuyền rồi. Ngon. Giờ thì chắc đi xuống dưới luôn nhờ. Ngại gì vết bẩn nữa. Coi chừng. Coi chừng gớt cái bẩm giống vậy. Kè. Ồ. Các bạn thấy con gì nằm chèm bẹp ở đó không? Nó đó các bạn ơi. Đối thủ của chúng ta trong ngày hôm nay đấy. Yêu, nhưng mà cảm giác bữa nay bọn chúng mạnh quá. Không biết mình mần có lợi hay không nữa nè. Hạ bớt mấy cái con lính này đi. Để xíu đỡ bị làm phiền các bạn. Rồi. Sau đó thì hạ nốt cái con hộ vệ. Không, hai con hộ vệ làm hai bên luôn kìa. Dữ dằn chưa. Lại đây. Ui dạ, cẩn thận nha. Ui, cái tên này lại mình trước luôn ạ.
Trời nó đồ con quá. Nó chặt phát nào là thốn phát đó các bạn ơi. Ôi cơ. Ok mình đã hạ được con đô con rồi. Giờ thì tới cái con rắn pháp sư này. Ok con rắn xương nó cực kỳ khó chịu ha. Hồi phục máu lại. Ăn thêm một trái táo đi. Ok. Và thử sử dụng cộng dây chuyền sa mạc này. Và chúng ta sẽ triệu hồi Unsane Remain thức giấc các bạn ơi. Wow wow wow. Cũng lâu rồi chúng ta chưa múa thương. Ui 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 giữ vậy. Kiểu này mình sẽ múa thương cho các bạn xem á. Ôi dạ ai 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 dạ. Vô let's go. Ui dạ. Uầy Unsane Remain có những cái skill triệu hồi những cái lốc xoáy cát rất là khó chịu các bạn. Đi rồi. Hiện tại mình đang combo rất là ok nè. Nửa cái máu của Unsane Remain rồi. Liên tục gầm gú. Chắc là đau rồi chứ gì. Ôi dạ. Wow 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 wow. Lại triệu hồi lốc xoáy cát kìa. 100 máu cuối cùng các bạn ơi. Cố lên. Đi. Đòn quyết định. Một cái nữa. Yes. Đây rồi. Wow. Mặc dù dùng thương trong cái môi trường này không phải là lợi thế lớn lắm ha, nhưng mà vẫn đủ để chúng ta hạ gục được Unsane Remain. Và chúng ta sẽ mang về được một cái Remain Skull ha. Cái này thì giúp chúng ta có thể ấp nở ra được một cái nhóc khủng long baby. Giống như là lần trước mình hạ gục Leviathan thì sẽ có trứng Leviathan như đó các bạn. Ok. Trận chiến vừa rồi mình thấy cũng khá ổn ha. Mình gây được đam tương đối nè. Unsane Remain cũng rất là mạnh mẽ ha. Suýt nữa thì làm khó được mình, nhưng mà hơi tiếc. Mình múa thương gắt quá, không có chịu nổi các bạn ơi. Ok, chỗ này thì cũng đã khám phá xong ha. Ê, lại gặp cái nhóc Kobo. Ủa lộn, nhóc Goblin chứ nhầm. Nhóc Cute này mỗi lần mình đi xuống chỗ nào hơi sâu sâu dưới lòng đất là gặp ẻm à. Mình cũng sẽ đặt cái Unsane Remain. Ủa? À cái này là sẽ nở ra một cái nhóc khủng long liền luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Vậy là chỗ này đã có hai người bạn rồi. Rồi để mấy nhóc này ở nhà chơi đi. Mình lên trên bông tàu mình bắt đầu phóng tiếp cái con mắt cuối cùng coi. Đó chính là con mắt bị nguyền rủa. Xác định được phương hướng rồi thì dễ ha. Chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Nhưng mà né ăn Ripper điện á. Không thôi nó nổ là mệt đấy. Tí nữa thì mình quên ta. Hồi nãy á, Unsane Remain còn rơi ra cho mình thêm một món đồ nữa các bạn ơi. Đó chính là Sandstorm in the Bottle. Đại khái nó là một cái bão cát. Ây da, trời ơi. Con nào vậy? Ui da, hai con này nó tấn công mình. Khó chịu vậy. Sau khi trang bị cái bão cát trong cái bình thì mình sẽ có thể biến thành bão cát các bạn ơi. Đó, mình có thể bay lơ lửng ha. Nhưng mà hiện tại thì cái hoạt ảnh biến thành bão cát nó đang bị lỗi á. Nên là chúng ta không có thấy rõ được ha. Với cả là bây giờ mình đã có cái tai móc này rồi, nên chắc cái bão cát đó sẽ không quá là cần thiết ha. Chúng ta chỉ gắn vô để trải nghiệm thử thôi. Tốt nhất thì vẫn nên dùng cái đai lưng đi, tại vì nó sẽ giúp mình nhanh chóng đổi vũ khí hơn á. Sẵn tiện có đi ngang cái cánh rừng yêu tinh, mình sẽ ghé qua và săn một ít yêu tinh cây ha, để mình kiếm một ít cái món đồ các bạn ơi. À đây rồi nè. Yeah, mình đã nhặt được. Đó chính là những cái resin golden. Cái nhựa vàng các bạn. Mình sẽ cần farm khá là nhiều những cái golden resin này để chúng ta chế tạo đồ trong ngày hôm nay đấy. Ủa con gì á? Ôi trời, nó lắc map rồi các bạn ơi. Các bạn biết sao mình không bay nữa không? Tại bay giờ map nó lót không có kịp á. Ê? Ủa? Ôi nhìn trên bản đồ nhỏ mình thấy bên này nó có cái gì nè. Mình không biết có đúng không nữa. Ngay trước mặt mình luôn rồi. Ui thiệt các bạn ơi. Mình đi nãy giờ lệch hướng á. Trời ơi đất ạ. Chúng ta đã tới được chỗ được gọi là Frosted Prison. Một cái nhà tù ở vùng đất băng giá này. Ui dồi. Ui đừng nói đây là đệ của boss ở trong cái nhà tù này nha.
Chả nhẽ đây là nhà tù giam giữ chùm cuối đi sao? Bay được rồi đó, chỗ này mình nghĩ là bay được rồi đó. Nó lót ra rồi. Uầy, cái nhà tù này bự lắm các bạn ơi, coi kìa. Quen đó coi. Ôi, gần đây còn có Frostmaw nữa. À là con này. Hello. À kìa Frostmaw luôn. Ui, cẩn thận nha. Các bạn thấy cục đờm ở chính giữa Frostmaw không? Frostmaw mà phun cục đờm nó vô mặt mình là mình thành cây cà lem luôn đó. Đánh nhanh chút gọn. Né né né. Rồi xong luôn, thành cây cà lem luôn. Ui da. Khó chịu vậy. Nhưng không sao. Mình khó chịu hơn các bạn ơi. Mình đã hạ gục được Frostmaw rồi. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đột nhập vô cái nhà tù này. Quá trần quá đất rồi. Nhà tù siêu to khổng lồ các bạn ơi. Wow. Mở cửa đi. Hay là phải ấn nút ta? Đúng mật khẩu nó mới mở cửa hả? Phải không nhỉ? Đâu có nút nào mở cửa đâu. Không mở tôi tự đập cửa vô nha. Ê trời. Ui cái này cái cửa. Cửa phát rồi. Ôi mình bay được mà. Mắc gì phải đi cửa đó. Người thành công luôn có lối đi riêng các bạn. Đây mình bay vô rồi nè. Tao mà cản bước được mình. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ tìm vị trí của trùm cuối. Nơi mà cái con mắt nguyền rủa này nó chỉ dẫn mình á. Ê con này nó cầm nỏ hả? Yêu. Trong này là rất là nhiều lính canh gác nhà tù nha các bạn. Vũ trang là đầy đủ hết trơn á. Kiên có, cung có, nỏ có luôn. Có con đô con cực kỳ nữa. Hơi rén đấy. Sao chỗ này rộng dữ vậy? Một hồi chắc mình lạc thiệt luôn á các bạn ơi. Ơ kìa kìa kìa, cái con đô con nãy mình thấy nè. Thấy người rồi, thấy người rồi. Tấn công nó từ xa các bạn. Bữa giờ ít khi dùng cái găng tay lắm đúng không? Đó các bạn thấy sức mạnh của cái găng tay không? Tấn công nhiều mục tiêu cực kỳ khỏe luôn. Các bạn coi cơ. Ui ui trời, con này nó bị nổi điên nữa rồi. Ây da, ây da. Tên ghét ngục này đã nổi điên lên rồi các bạn ơi. Ăn hút mình. Yêu. Cẩn thận với mấy cái tên như vậy nha. Và hắn cũng rơi ra cho mình những cái thép đen các bạn ạ. Wow, thép đen là thứ giúp mình có thể làm cũng kha khá món đồ ấy. Không biết là ở nơi cao nhất của cái nhà tù này sẽ có cái gì ha. Các bạn có tò mò giống mình không? Ồ, mình đã bay lên trên. Ui. Nó có một cái cục gì kìa. Có một cái đầu các bạn ơi. Đây có phải là chủ nhân của cái nhà tù này không? Ôi trời, cái đầu này còn cạp cạp nữa nè các bạn coi coi. Yêu. Cái ghê quá. Lụm về thôi. Mình có thể cosplay được luôn nha. Các bạn nhìn mình có độc ác không? Chắc là mình bị tha quá rồi. Mình bây giờ là lọc 3 sừng rồi. 3 sừng rưỡi. Ok. Và ngoài cái đầu lâu kia thì ở đây hết rồi. Không còn dấu cái gì hết các bạn à. Cầu thang thì dẫn lên trên cũng không có dấu rương gì ha. Lạ vậy. Vậy thì dưới này thì sao? Ê ê ê. Có tình nóng tính các bạn ơi. Kìa hắn kìa hắn kìa. Sẽ đứng ở đây và giữ khoảng cách nha hắn. Rồi hắn chặt cái là ra skill luôn á. Áp trang hả? À cái đầu đó là của cái thanh niên quản ngục này nè. Hèn gì mình thấy quen quen. Tự hắn liền. Lụm cục cái. Ôi trong đây một tên quán ngục nữa. Ui nhiều tên quán ngục vậy. Ui ô. Càng đi sâu vô thì càng gặp nhiều tên quán ngục nha. Ủa cái này ra ngoài rồi. Ủa. Vậy là chắc phải ngay cái chỗ trung tâm á. Mình đào xuống á các bạn ơi. Mình đoán vậy. Ui chuẩn luôn nè. Mình sẽ bắt đầu đi xuống thấp hơn. Và tiếp tục có những cái đào lâu nữa. Mấy cái này thì mang về sưu tầm cũng khá là ok đó. Ở đây thì sao? À đây rồi, mình đã tìm được cái lối đi xuống dưới rồi nè. Ồ, hợp lý đấy. Mình sẽ đi sau tít ở phía dưới. Vì đây là nhà tù thế nên là mình nghĩ
Những kẻ nguy hiểm nhất thì sẽ được nhốt ở tầng sâu nhất các bạn. Các bạn có đồng suy nghĩ với mình không? Ôi, ôi. Có cái cửa gì nữa nè. Ê, nhưng mà hơi nhiều tên lính ở đây nha. Sử dụng sức mạnh của cái găng tay thôi các bạn ơi. Tấn công thôi. Ui da, 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 nó áp sát rồi. Tên này khó chịu đấy. Áp sát là xác định. Ok, tận dụng lợi thế của găng tay và tấn công thôi. Bọn chúng không lại gần mình được luôn mà. Đồng phiên, đánh nhanh rút gọn. Ôi đằng kia còn tên nữa cơ. Lấy cái rìu chiến mình ra. Người có rìu, tưởng ta không có rìu hả? Solo, solo rìu. Vô, vô. Giỡn mặt. Rồi, và trong rương này, ồ, oh, cũng có kim cương các thứ đâu nha các bạn. Được ấy chứ. Mình xin luôn. Tiếp theo thì chắc mình sẽ ưu tiên đi vô cái cánh cửa này các bạn. Nhưng mà mình thấy không có cái nút nào mở cửa đó hết. Hay là phải gắn cái đầu này vô ta? What the hell? Ê! Ôi cái cửa này chỉ cần đụng vô là nó tự mở hả các bạn à. Wow. Trời ơi mình đi vô kìa, nhìn đúng ngầu luôn. Rồi đây là căn phòng gì đây? Ủa? Robot đâu? Hả? Ở dưới không đào được. Ở đây á. Cursed Tombstone. Ở đây rồi, đây là cái bia đá bị nguyền rủa này các bạn ơi. Mình đoán 99,99% đây là chỗ đánh boss nè. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, cất bớt đồ vô. Táo vàng là chắc chắn phải lấy ra rồi nè. Ok, mọi thứ đều ổn. Ăn trước trái táo vàng enchant luôn đi. Cho chắc cú. Ồ, cái bia đá này chỉ cần chạm vào giống như cánh cửa thôi là chúng ta sẽ triệu hồi. Ây da, đây là Melly Dixter các bạn. Quay. Ôi trời trời trời, nhìn cũng ghê phết đấy. À à à à à à. Ôi dồi ôi dồi. Ôi. Hơi bị kinh các bạn ơi. Lại đây. Vô. Vô. Ôi dạ trời trời. Né được né được. Nhìn đấy. Ý. Trời mình chặt hộp rồi. Vô đây. Vô đây. Ủa sao mình chặt không có gây đám ta. À đây nè. Ui ui ui. Trời ơi. Wow. John Cena mà nữa. Ghê vậy. Ây. Ôi xong rồi, mình đánh hụt lắc không à các bạn ơi. Ôi xong rồi, ăn táo vô. Trời, người này còn biết bắn cung nữa. Vô đây. Ôi dạ. Đánh không chuẩn nhưng mà được cái. Đánh chuẩn là cực thốn nha. Wow. Ôi trời. Sắp rồi, sắp rồi. Chúng ta làm được. Ây. À, hắn biết bài. Ừ ha. Sao mình không dùng cái bắn tùm lum của mình? Ê. Ui ui, hắn cắt chế rồi. Wow. Đóng băng hắn. Quán rồi. Ui ui, đóng băng thất bại rồi các bạn ơi. Ê. Một rìu nữa thôi. Trời ơi. Ê. Ê. Yes. Oh. Trong các đối thủ mình đương đầu á thì đây là đối thủ mình thấy cộm cán nhất luôn các bạn à. Lắm trò thiệt sự. Các bạn có thấy vậy không? Công nhận. Và cái phiến đá này bây giờ đã hết bị nguyền rủa hay sao rồi? Ok. Coi như là hạ gục được thêm một đối thủ xứng tầm nữa không? Wow. Mạnh thiệt. Và phần thưởng sau khi hạ gục được chiến binh bị nguyền rủa kia là những cái thỏi Cursium này nè. Ui, nó có thể làm được vũ khí kìa các bạn. Làm cung đâu nè. Ui. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Ôi trời, mình có 4 mà. Không đủ, không đủ. Sau khi suy nghĩ thì mình quyết định mình sẽ làm cái Soul Render các bạn. Tại vì cái này nhìn nó cực kỳ chất lượng luôn nè các bạn coi nè. Ngầu đét. Và nó có kỹ năng nữa hay sao ấy, đúng không? À đây là kỹ năng lướt tới. Ui. Đồng thời nó cũng sẽ tạo ra những cái giáo nó mọc lên đó các bạn. Wow. Cũng ok. Ngoài kỹ năng này ra thì ui nó còn có kỹ năng thứ hai nữa.
Oh, đây nè, đây là cái năng hồi nãy mình bị cái thanh niên chiến binh nguyền rủa kia tấn công nè. hợp lý đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã phá đảo thêm một cái chỗ của boss nữa rồi các bạn ơi. Bên này còn boss không? Không, bên này hết boss à. Ok, sẵn tiện test kỹ năng luôn coi. Ôi trời, đang xiên đó cơ. Cũng khá mạnh ha. Một lướt thôi là gần đủ để chúng ta hạ gục được một cái con canh ngục rồi. Ok, nhà tù này thì có vẻ là không còn giam giữ bất kỳ một tù nhân nào khác ha. Mình thấy trong đây trống trơn rồi các bạn ơi, nên chắc mình cũng đi về thôi ha. Về đến nhà, việc cần làm đầu tiên của mình là ghé qua đây để mình lấy ít đá cuội cái đã. Đào một lỗ chà bá lửa luôn. Rồi. Và hồi nãy mình cũng có săn được khá là nhiều những cái nhựa vàng này. Mình sẽ kết hợp nó với đá cuội. Đây, để mình làm thành những cục đá có cái màu đậm hơn á các bạn. Mình sẽ làm cỡ 12 cục ha. Phần dư còn lại thì có thể là mình sẽ làm ra thêm một cái thứ được gọi là crystal, một viên pha lê các bạn ơi. Ơ nhưng mà cái viên pha lê này nhìn quen quen ta. Sao giống như viên pha lê mà lần trước mình nhặt được vậy? Không biết có phải không nữa. Nhưng mà cứ chế tạo trước đi ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bay về chiến thuyền của mình và sau đó sử dụng những cục đá này để chúng ta xây cổng thôi. Mình sẽ xây cánh cổng này đối diện với cổng địa ngục luôn đi. Nhưng mà xây kích thước nhỏ hơn các bạn, tại vì mình cũng không có nhiều những cái cục đá này lắm. Ok, cơ bản là như vậy là beautiful ha. Xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái crystal này, cái viên pha lê này đó, để kích hoạt lên. Và mình sẽ tạo ra được một cái cánh cổng gần như là vô hình luôn ha. Ui, có nên đi liền luôn không ta? Mới về nhà mà đi liền nữa rồi. Lỡ rồi. Đi tiếp luôn các bạn ơi. Ngày cuối cùng nên tranh thủ đi nhiều nhất có thể đi ha. Let's go. Ui ui. Trời. Gì vậy? Ây da. Trời ơi. Mình dịch chuyển tới cái đảo của Cyclops. Ôi vô. Ôi mình lụm được cái nhẫn gì nữa nè. Ô cái này là cái nhẫn bình thường à. Mình cần một cái nhẫn vàng cơ. Ui ở đây có Cyclops đang ngủ nè. Thôi kệ đi, để thanh niên đó ngủ đi. Và xung quanh đây thì các bạn cũng thấy rồi ha. Cái thế giới này rất là ma mị luôn. Ê ê, coi chừng coi chừng. Và nó sẽ có rất là nhiều đảo. Thế nên là bắt buộc mình phải dùng cánh cứng kết hợp với pháo hoa để chúng ta bay lượn ha. Ui ở đây nó có mấy... Hả? Ui mấy cái lâu đài bay này mình không có vô được các bạn ơi. Ủa còn đây là cái giếng gì đây? What the hell? Hả? À cái giếng này cho đồ. Nó cho mình những cái đồng tiền cổ nè. Ê, có con gì ơi? Hả? Trời đất ơi, sai lớp bay qua đây. Ui hình như ông bển nó nhảy qua đây sao vậy? Ngoài đồng tiền cổ ra nó còn có những cái Sphere of Leviathan gì nữa nè. À cho mình bay lên các bạn ơi. Cũng ok ha. Để mình bay qua cái đảo kế bên này coi. Đảo này có ai không? Ủa đảo này không có ai hết trơn vậy. Buông đi. Ủa. Ê ôi. Wow. Rớt ra một lần hai cái chiếc nhẫn luôn kìa. Cuối cùng mình cũng đã có được nó rồi các bạn ạ. Với cái nhẫn này thì mình có thể chế tạo ra được một thứ được gọi là Celestial Brims. Cái này nó dùng để triệu hồi Heaven Lore. Wow wow. Trùm cuối mà chúng ta sẽ săn trong ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết thì mình cần phải nén những cái nhựa vàng này thành những cái cục nhựa vàng nó to hơn nè. Rồi mình sẽ nén lại hết luôn ha. Với bốn cục này mình sẽ bao bọc nó xung quanh cái nhẫn vàng. Đó là chúng ta sẽ tạo ra được Celestial Spring á. Giờ thì quay xe thôi nhờ. Ở bên này làm gì nữa. Và cũng đã tới lúc để chúng ta có cái trận chiến cuối cùng rồi các bạn ạ. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Mặc dù cũng hơi bị hồi hộp á nha. Nhưng mà phải sẵn sàng thôi các bạn ơi. Vì đây sẽ là một trong những đối thủ mà mình nghĩ sẽ rất là khó nhằn cho chúng ta đương đầu đây nè. Vũ khí thì mình sẽ coi coi mình sẽ dùng cái gì vậy ta. Trận chiến quan trọng. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng vũ khí mạnh nhất ha. Đã từng gánh mình trong rất là nhiều kèo đấu căng thẳng ha. Giờ thì chuẩn bị triệu hồi Lord of the Heavens. Wow. Đây là trùm cuối mà chúng ta phải đương đầu nè các bạn.
Trời trời trời, tấn công bằng những quả cầu xâm xét kìa. Ây da, trời trời. À, bị quấy gầy khó chịu quá. Đi chỗ khác liền. Mấy cái con kia. Trời ơi. Ui. Nhưng mà Law of the Heavens có vẻ là tấn công không có chuẩn các bạn. Chứ tấn công sớm xét nhưng mà không có trúng mình. Úi sao. Vậy thì ngon, ăn trái táo vàng phù phép cho chắc nè. Rồi tới của kiệu. Tới lượt mình ra tay. Trời, 1000 máu lận. Úi da. Nhưng mà bay cao quá mình không với tới các bạn ơi. Mình bắn coi tới không ta. Ê, mình bắn được nè. Úi trời trời trời. Ây. Bảo sấm sét. Ui u. Rồi 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 rồi, mình đã chọc giận Law of the Heaven rồi. Wow, gồng chúa này có vẻ là hơi bị tấn công dữ các bạn ơi. Trời ơi, chưa gì đã làm một lỗ tài quầy ở đây rồi. Ui u, đúng rồi, đáp xuống đi. Đáp xuống xíu nữa, ừ đây rồi. Phải như vậy. Ui u, trời khó tấn công đúng ở đây nè. Ê, mình gõ rồng chúa hơi bị thốn nha. Bay lên đây. Ừ ha, mình có cái móng vuốt tấn công từ xa được. Oh, oh. Mình sẽ mượn những cái lốc xoáy này để với tạm lên Law of Heaven. Ui trời trời. Ui ui ui. Ui phản công rồi. Rồi bắn những quả cầu sấm sét cực mạnh luôn. Đây nè. Tiếp tục. Đúng rồi. Đúng rồi. Mặc dù cấu không được nhiều máu của đồng chúa lắm các bạn, nhưng mà không sao. Rỉa từ từ. Đó. Cũng được 1/5 cây máu rồi. Đúng đúng rồi, đúng rồi, càng nhiều lốc xoáy đi càng tốt. Nào 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 nào. Mình có bắn lên được không ta? Ui. Mình móc, ấy mình móc vô Law of Heaven được nè. U. Mình đã có cách chiến đấu mới rồi các bạn ơi. Mình sẽ móc vô người của rồng chúa, rồi sau đó mình áp sát và dùng rìu chiến mình gõ. Tới nước này là mình bắt buộc phải bay lên rồi. Ok. Ngang tầm và chúng ta sẽ gõ ha. Một cái. Tiếp tục. Gõ cái nữa. Ê. Cứ áp sát một lần là gõ một cái các bạn. Rỉa từ từ ha. Đây nữa nè. Đó. Một cái nè. Thêm cái nữa đi. Ui da, đánh không tới. Tiếp tục. Ôi trời ơi, đánh boss kiểu mới thiệt chứ. Ở đâu rồi? Ây da, móc hộp rồi. U. Phải tận dụng cái găng tay móc của mình các bạn ơi. Đây nè. Ô. Law of Heaven đang yếu dần các bạn ạ. Yếu lắm rồi. Còn 200 máu thôi. 150 máu cuối cùng. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta có thể làm được. Ui ui. Trời ơi. Không ngờ trận chiến cuối cùng lại nhạt nhẽo như vậy luôn á. Cái nữa. Đồ quyết định. Ê. Ê trời ơi. Tự đánh tự ngỡm luôn rồi. Trời ơi. Law of Heaven đúng lõ luôn. Không hiểu sao luôn á trời. Chùm cuối mà vậy đó. Oh no. Oh, không hẳn các bạn ơi. Hồi nãy cái thanh kiếm nó lọt vô kho đồ mình mà mình không thấy các bạn à. Đây nè. Nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Nhưng mà tiếc thì kỹ năng của nó khá là đơn giản. Đó. Nó chỉ bắn ra một cái tia giống như vậy ha. Gây được 3 đam. Kiếm của chúa tể bầu trời mà gây được có 3 đam à. Oh my god. Nhưng mà dù sao đó cũng là phần thưởng sau khi mà mình chinh phục được Law of Heaven mà. Và nói chung thì chặng đường hiệp sĩ chiến sinh này vui có, buồn cũng có các bạn à. Vui vì mình đã trở nên mạnh hơn và lấy lại sức mạnh của một hiệp sĩ thật sự ha. Còn buồn thì hành trình này cũng có một chút sự hy sinh á. Cụ thể hơn là bé ngựa đã ra đi từ rất là sớm các bạn à. Nhưng mà bù lại thì mình đã có những người bạn mới như là nhóc Leviathan nè. Rồi những em ổn ỉn và cả cái nhóc khủng long khó tính này nữa. Rồi em đi lạc xuống này nên mình ẩm lên ha.
Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái trải nghiệm mới, nhiều hành trình mới thú vị hơn ha. Và không quên là có thêm một chút xíu hành giống như cuộc hành trình hiệp sĩ chuyển sinh này ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã chơi theo suốt hành trình này. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong nhiều hành trình tiếp theo ha. Và bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Laproot hay là Unitelet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Khoan đã, mình còn một người bạn nữa các bạn ơi. Đó chính là nhóc rồng. Trời ơi, tí nữa thì quên người bạn đã gánh còng lưng mình bữa giờ. Lúc mà mình chưa có cái cánh á. Nói cũng phải tạm biệt em rồng cái ha. Ông kia đi chỗ khác liền, không có tạm biệt người đâu. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. Hành trình hiệp sĩ chuyển sinh đến đây đã là hồi kết rồi. Bye bye.